Thượng Nguyên trở lại là con người đó, nhân với vật, nhân với vật quần lai bóng tánh. Đến giai đoạn đó là cái người mà tu hành giữ giới đó ha, mà trang nghiêm cái người tu thanh tịnh đó ha, là bảo đảm quý vị là tự nhiên là bây giờ là quý vị nó sắp sửa rồi, giống như trời trời quá bổ chinh chinh gì xới, hoặc là ngài Vu Tư Na Đà lố bóng. Lố bóng là sắp sửa là cái màn này là màn bí mật, là sắp sửa là kéo màn hát đó. Ha. Màn bí mật non đài khi dán cả lành tâm hả đến, mà xem ngọc muôn màu kết tụ làm gèm, lầu dạng nắp ngước xem mỗi mắt, hương vô tặng ba thơm nồng nặc, gót thằng tiên lệnh khắp gần xa. Ở đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật, cảnh báo quý ở trên mặt đất, đâu xa sâu nhân vật chớ ngờ là trên mặt đất này. Trên hoa có hằng hà Đức Phật, cảnh báo quý ở trên mặt đất, đâu xa sâu nhân vật chớ ngờ là trên mặt đất này là để cho ai? Để cho quý vị với cái ai đâu? Cho mình giờ biết hiếu thảo cha mẹ nè, biết ăn chay nè, biết niệm Phật nè, biết là tội phước nè, biết giữ giới này nè. Cho nên thời kỳ là đại ăn xá. Chỉ có tội phước hỡi còn đó. Thật ra thì sau này chỉ còn tội với phước thôi. Nếu mà phước nhiều á thì tiên cảnh lên dài, mà tội nhiều thì xa đọa như ngài Thâm Thê đó. Cho nên mình biết rồi á thì mình phải ráng cố gắng để làm phước nhiều, tội thì nên tránh, phước nên làm đó. Để mình sẽ được một cái phước báo sau này, để mà sống cái đời tân sau này. Rồi thôi thì cái mẫu chuyện hôm nay cũng kể tôi nghe cũng tạm dừng ha. Rồi thôi thì trước khi kết thúc cái mẫu chuyện hôm nay, tôi cũng xin có đôi lời chân thành cảm ơn Thành Hậu với Tấn Dũng với Châu Phú và bà con cô bác, anh chị em, con cháu cũng gắng lắng nghe. Vừa qua tôi kể mẫu chuyện tình đời đạo là khôn cũng dạy cũng chết, mà khôn cũng chết biết là sống. Vậy thôi thì qua năm mới cũng chúc cho quý vị gia đình được mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc, tu hành tinh tấn ha. Mà cứ học một bài kinh 6 tháng, một bài giảng ha là lâu thuộc lắm. Bây giờ quý vị có thể còn trẻ nè, quý vị học một bài giảng kinh nó thuộc mau lắm. Rồi học rồi vài quận là quý vị thuộc một bài liền. Rồi đến cái giai đoạn mà thành trụ là từ cái giá nhỏ mà đến cái dạng 50 tuổi là trụ. Cái giai đoạn thứ ba đó là hoại. Hoại là gì? Hoại là từ 50 tuổi lên như tôi nè, năm mấy tuổi nè. Là hoại là gì? Hoại là những cái tế bào nó đều suy yếu, sáu căn đều suy yếu. Là tóc thì thể bạc, răng thì phải rụng, mắt thì phải mờ, tai thì phải nghe ù ù, phải điếc. Mà bây giờ mình còn, bây giờ quý vị mà còn tỉnh táo gì nè, mình có thể mình thay đổi tư tưởng được. Đợi đến chừng nào mà giai đoạn mà nó hoại, mà cái người mà biết được đó ha, lúc này mà không giác ngộ, mà không tu tu đó ha, thì để cái giai đoạn mà cái từ hoại này là cái điều nguy hiểm. Tại sao vậy? Bây giờ cái người mà thường ngày đó mình có tu đó, thì cốt sửa những tư tưởng xấu xa, đem thay đổi vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức được đó ha. Thì lúc này quý vị mà có tu được đó thì điều tốt, mà không có tu được đó ha, nữa chở cái giai đoạn mà tôi nói cái từ hoại đó ha, là cái giai đoạn này giai đoạn rất khổ. Có khổ là sao? Cũng như bây giờ đó, con người nó có là khẩu nghiệp, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu và vọng ngữ. Mà bây giờ đó, cái người mà không có tu đó ha, là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu và vọng ngữ ha, là những cái điều này đó là không ai thích chứ. Anh em cũng không thích, mà cha mẹ cũng không thích, mà cô bác láng giềng cũng không thích. Rồi mình mà có tu rồi đó ha, mà bốn cái này quý vị không sửa đó ha. Một là lưỡng thiệt là nói mình nó không có thiệt đó ha, thì có thể là trong gia đình anh em mình cũng không thích, cha mẹ cũng không thích. Có từ ỷ ngôn đây đó ha, ỷ ngôn là nghĩ, ỷ ngôn là lời nói hạ nhục người dốt nát. Cũng như giờ á, cho mình là cái người biết, cho mình là cái người học thức, cho mình là cái người là tu lâu ha, mình không biết đó ha.
mình nghĩ là cái gì mình cũng cho mình đúng, cái gì mình cũng là phải không đó. Thì cái này đó là cái từ ý ngôn này là cái điều gắt khổ, mà mình không có sửa những cái điều nói này đó, cái lời nói ý ngôn này đó ha, rồi đến cái giai đoạn mà tôi nói là gì, cái từ hoại là 50 tuổi lên nó hoại đó. Bây giờ không sửa những lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu về giọng ngữ rồi đó ha. Bây giờ cái này mà không sửa được đó ha, nó đến giai đoạn nó hoại rồi đó ha. Rồi giai đoạn này rồi nó xì ra. Cũng như bây giờ mình có lựa được tiếng dịu dàng trong sạch nè, khi thoát ra đông chánh thiền từ nè, trích thiện thì thường có phước dư, bằng trích ác quả ương đeo đắm đó ha. Quý vị mà sửa được hiện tại đây đó ha, nó trở về già đó ha, quý vị là cái nhân tốt, cũng như hiện thượng ngày đó với ông bạn này nè, ông niệm Phật, ông nói Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, hoặc là thường ngày ông tụng kinh thì ông nói điều lành thành nó thói quen rồi, thì nó giống như tập, nó quen rồi. Rồi lúc này nó lưỡng thiệt không có nè, lưỡng thiệt ý ngôn không có nè, giọng ngữ không có nè, lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu và giọng ngữ cái điều này không có đó ha. Thì nó chở chừng 50 mấy tuổi lên nó biết sao, nó lỡ nó có lẳng cái ổng lấy kinh ra ổng tụng kinh, ổng là hoặc ổng niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, còn mà không có mà sửa được những cái điều này đó ha, nữa trở về già sao, nữa xà lẳng thì nó xì ra, nó xì ra những cái xấu xì ra. Cấp bữa hổm mà tôi đi cái đường mà số 5 mà đi xuống Ba Thơi đó, bữa đó khiến sao á, tôi ghé lại cái nhà của ông này nè, thì lúc đó trời mưa, nó khiến sao trời mưa tôi ghé lại cái nhà của ông này, cái ông lại ông nói chuyện tôi, nói chuyện hỏi cái ông nói chú ơi chú, tôi á lạ lằng á là tôi là một cái người dở trà, bao lứ chắc trà, mà bây giờ là tôi nghĩ là 10 năm mình tới chú, mà tôi 10 năm rồi đó mà tay tôi còn phăng phăng vậy nè. Ông nghĩ rồi đó, nghĩ là chắc trà kéo lứ là 10 năm rồi mà ông còn đương ngồi gì đó, 10 năm rồi đó ông ngồi ông lằn lên gì nè. Ông nói mà ông lằn kéo lứ, ông nói cá quá cá ha. Ồ cá quá cá. Thì ông nghĩ 10 năm rồi đó mà ông nghĩ ông nó còn quay lại ông tự nhiên gì nè. Ông nói tôi 10 năm mà tôi còn phăng lứ gì nè chú. Phăng lứ nó cào trà này cá quá cá ha. Cá cái con nào nó bự bự không, cá mập mập không ha. Ông nói tôi nghĩ 10 năm rồi đó nó còn nhớ lại vậy đó chú. Mà cái ông bảy mà ở gần nhà tôi đó ha. Ông đó là tu đó là mười mấy năm rồi. Mà ông là hút thuốc. Ông nói tôi là hút thuốc mấy chục năm rồi chú. Mà biết sao tôi hút thuốc không? Hồi lần tôi nghèo lắm. Tôi là cái người mà câu tôm. Là tôi câu tôm nó giấc khuya mà tôi câu đặng biết gì không? Bắt tôm đặng gì nuôi 6-7 đứa con đó. Cho nên là hút thuốc hoài à. Tới chừng mà tôi tu mấy năm nay tôi giác ngộ rồi. Những cái nghiền nhiễm đó là cái điều đó là cái điều không tốt. Cho nên tôi bỏ hút thuốc một năm nay rồi đó. Mà tôi lâu lâu cái tôi thọt tay vô túi nè. Thọt tay vô túi gì lấy cái thuốc ra. Mà nghĩ hút thuốc một năm rồi mà thọt tay vô túi vậy nè. Đó thành một thói quen. Mà bây giờ á. Mình bây giờ mình mà tu rồi đó ha. Những thói hư tật xấu. Những cái mà nó tệ đó ha. Mình không có sửa được đó ha. Nó trở lại cái đến giai đoạn mà thành trụ hoại. Hoại là gì? Hoại là cái giai đoạn thứ năm là 50 tuổi lên. Thọt nhớ thọt quên nhiều khi làm lẳng đó. Là khi nó hoại rồi lúc đó nó lẳng. Nó lẳng rồi nó quay lại là hồ quang hoán chiếu. Lúc đó mà thường ngày mình không có sửa những tư tưởng được nè. Mình hay chữ cha mắng mẹ nè. Mình hay chữ với anh em nè. Mình hay nói những cái điều tục tằn nè. Mình hay là làm những điều xấu nè. Thì trở về già cái nó xì ra cái đó không có gì hết. Thường ngày á mình niệm Phật tụng kinh hay nói gì điều lành đó, nó trở về già đó lỡ mình chưa đắc đạo đó. Cái người đắc đạo là sao? Đắc đạo là sáu căn thanh tịnh, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là sáu căn thanh tịnh. Lúc này người ta làm chủ được. Lúc này người ta không có làm gì là quấy chứ. Còn mình chưa đắc đạo được. Nhờ mình thường ngày cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh học quắc, cố chí làm lành được thế ha. Thì lỡ tới lúc lâm chung đó, lỡ mình thường ngày niệm Phật nói những điều lành á, ai nói nặng nhẹ mình nhịn họ, rồi mình tha thứ cho họ, rồi giống như mình không có tu đó ha, mình cũng như họ thôi, mình cũng chữ cha mới chữ mẹ, mình cũng chữ anh em muốn giành giật tài sản, mình cũng cũng là tham ăn. Cho nên Đức Thầy nói là
tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Cho nên là núi cấm này đó, quý vị thấy là quý vị ly ra là đi giờ đi giếng đi, sau này á quý vị có tu đó lên này là quý vị ở luôn, lầu đài này làm bảy báo nè, vàng bạc xích châu mã não lưu ly đó, bảy báo đó là lầu dạng nóc là ở là quý vị ở giờ dạng căn nhà cây nè, hoặc nhà bây giờ quý vị ở đây có thể người nào giàu á thì ở nhà 2-3 tầng, nhưng mà hai ba tầng thì thời gian ấy, vài chục năm thì nó cũng sập, nó cũng hư. Mà quý vị mà có hiếu thảo cha mẹ đó, có tu đó, có giữ giới lực, có biết tội phước đó, nữa sau này đời thụ ơn đó, làm dân hồng quốc hưởng sự thái bình, chăm họ đời an lạc, chừng ấy sẽ tiên thấy giáp dài đó. Nữa một là quý vị mà đạo nhân đó ha, hiếu thảo cha mẹ được thì cái đó là quý vị có đạo nhân rồi đó, nữa sau là quý vị là làm dân hồng quốc. Còn quý vị mà có giữ giới mà tu cho ngon đó ha, nữa sau này đức thầy về đó ha, là kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả là đức thầy ban thưởng đó. Ban thưởng là cho quý vị là một cái người là thành thinh văn duyên giác Bồ Tát, là đức thầy ban thưởng như đó. Lúc này sau này đó đức thầy là ban thưởng đó. Tại cái thời kỳ hữu ơn này đó là quý vị thấy á, thời kỳ này không còn bao lâu nữa đâu. Bây giờ mà cái người mà có tu đó ha, mà có giữ giới đó ha, mà tôi bảo đảm quý vị đi, là hiện tại bây giờ là quý vị gần chỗ bông rồi đó, quý vị mà gần là kết quả rồi đó. Từ chừng mà một năm nay đó, là tôi thấy tôi mấy chục năm mà có năm nay là tôi thấy cái giống như cái cây mình nó sắp sửa là kết quả là hưởng rồi đó. Tôi thấy là con người của tôi là nó thay đổi là mình biết. Mà ai mà tôi mà có giữ giới đó ha, tôi bảo đảm quý vị là quý vị giống như cây quý vị đã sổ chỗ bông, mà quý vị sẽ hưởng một cái an lạc. Tại vì sao? Tại vì gần đây đó thì trên thượng mà thiên á, thiên thời địa hòa lại nhân hòa là sắp sửa là trời đất nó thuận là con người tu hành nó giữ giới đó ha. Có thể là gần đây là con người có thể là chứng đắc lục thông, gần đây có thể con người chứng đắc là sáu căn thanh tịnh. Tại vì khi mấy chục năm trước tôi có tu, nhưng mà tôi thấy là giống như cái cây mình nó chưa chỗ bông, cây mình chưa có quả, mà mới chừng có chừng năm nay là xuất hiện là tụi mình biết cái tâm của mình thấy đó, nó an lạc. Khi đối với cảnh đó là cái tâm lúc nào tôi cũng giữ chánh niệm mà thấy nó an lạc là biết là bây giờ quý vị và tu đó ha, bây giờ cố gắng đi niệm Phật, cố gắng giữ giới đi, rồi không bao lâu nữa là quý vị sẽ hưởng. Tại vì cái thời kỳ này nó giống như là thời kỳ ăn xá, nhưng mà thời kỳ gần đây đó thì những cái người tu hành mà giữ giới đó ha, tôi bảo đảm quý vị không bao lâu nữa quý vị sẽ đạt đến một cái cảnh giới là cái tâm quý vị mà cái dạng mà tu cao đó, bảo đảm quý vị sáu căn tịnh, bảo đảm quý vị có đạt đến lục thông luôn. Đây đến mốt là không bao lâu nữa là khi cái người tu mà có giới giới rồi nó đến cái giai đoạn mà xuất hiện đó. Tại vì khi cái bước qua năm nay đó là tôi thấy tôi thay đổi, tôi biết cái tâm của mình nó thường an lạc, nó thường vui. Mà đối với cảnh thôi lặng thế ha, là đối với cảnh là tôi tự động là tôi chạy theo trần cảnh, tôi ham thích. Mà tự động bây giờ đối với cảnh là tôi nhìn thấy là cái tật tự duy, cái tâm mình nó an lạc, giữ chánh niệm liền là biết là bây giờ ai tu cũng sắp sửa là hiện tại là hưởng cái quả tốt rồi, hiện tại an lạc đó. Không phải là mình nên mình biết mình được như vậy rồi đó, thì tất cả mọi người sẽ hưởng một cái an lạc. Có là cái giai đoạn này là cái giai đoạn là con người sắp sửa là ban thưởng cho cái Đức Phật, ban thưởng cho cái thời kỳ là thượng nguyên. Thượng nguyên trở lại là con người đó, nhân với giặc quần lai bóng tánh. Đến giai đoạn đó là cái người mà tu hành giữ giới đó ha, mà trang nghiêm cái người tu thanh tịnh ha, là bảo đảm quý vị là tự nhiên là bây giờ là quý vị nó sắp sửa rồi. Giống như trời quá buổi chinh gì xới, hoặc là ngày vua tư nai đà lố bóng. Lố bóng là sắp sửa là cái màn này là màn bí mật, là sắp sửa là kéo màn hát đó. Ha. Màn bí mật non đài khi dán cả lành tâm hãy đến mà xem, ngọc muôn màu kết tụ làm ghèm, lầu dạng nóc ngước xem mỗi mắt. Hương vô tặng bay thơm nồng nặc, gót thằng tiên lệnh khắp gần xa. Ở đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật, cảnh báo quý. Ở trên mặt đất đâu xa sâu nhân vật, chớ ngờ là trên mặt đất này, trên qua có hằng hà Đức Phật, cảnh báo quý. Ở trên mặt đất
đâu xa xôi nhân vật các ngờ là trên mặt đất này là để cho ai, để cho quý vị với cái ai đâu, cho mình giờ biết hiếu thảo cha mẹ nè, biết ăn chay nè, biết niệm Phật nè, biết là tội phước nè, biết giữ giới này nè. Cho nên thời kỳ là đại ăn xá. Hồi xưa là ta tu là tới 10 kiếp cực khổ chẳng thăng, mà bây giờ quý vị mà cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh quắc một kiếp một là giảng sanh là ngang hàng với bậc la hán. Cho nên thời kỳ này nó là giới, giới lắm. Mà bây giờ quý vị mà giờ quý vị mà không tu đó ha, tu bảo đảm quý vị đi, thời kỳ này con người bệnh đau là rồi từ từ đó là cũng ngẫm cũng tội à. Bây giờ không tu thì quay quay ăn ngủ cũng chờ chết. Bây giờ mình bây giờ nghĩ bây giờ có xác thân này từ đâu? Cũng cha mẹ sanh ra, mà bây giờ mình nghĩ coi, ai không có cha mẹ? Bây giờ ở đây hết trơn ở đây mà có ai không có cha mẹ không? Bây giờ hỏi quý vị có ở trên trời rớt xuống cái gì? Hả dưới đất mà chui lên cái gì? Thì ai cũng có cha mẹ hết trơn. Mà bây giờ á, mà quý vị suy nghĩ đi, cha mẹ mình mà nuôi ha, sanh 6-7 đứa con ra nuôi hành cực, nuôi cực khổ, cho mình ăn học nè. Rồi nuôi từ nhỏ tới lớn đó ha, là cái công mà cha mẹ đó ha, là muốn cho con đó là tài sản để cho con, ruộng đất để cho con, rồi muốn có tình thương để cho con, là đức cha mẹ là thương con đó, là vô bến, vô bờ, cha mẹ lúc nào cũng thương con hết chứ. Mà bây giờ mình nghĩ coi, cái người mà có gia đình, có chồng mà có con, có vợ có con, mà giờ quý vị mà có gia đình mà có con rồi, quý vị suy nghĩ đi. Mình có mấy đứa con mà bây giờ nuôi chằng thăng. Có quý vị mà hồi chiều đó ha, nói bây giờ tôi có 2 đứa con mà lo ăn học cũng khổ cũng chết. Mà hồi xưa đó cha mẹ có 8-9 đứa con mà lo đó ha, cho con mà ăn học ha. Khi cha mẹ là vì con không à, khổ dữ lắm. Cái khi mà hồi xưa đó ha, mặn lúa mùa đó, thời kỳ của tôi đó ha, lúc đó mặn lúa mùa không à, cha mẹ ha, có thể là đủ thứ lo cho con, cực khổ gian nan, muốn cho con là hiền lành, cho con là hiếu thảo. Cho nên đó là quý vị nghĩ đời này, cái cõi này đâu có gì vui đâu. Thầy, cho nên đó, cõi này là thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ này. Đời là khổ tạo nghiệp nhiều thêm khổ, khổ đời mà biết gọi là khôn. Khi lo thân sống phải nhớ lo hồn, bỏ hồn chỉ lo thân là uổng kiếp. Hồn mượn thân để làm nhịp cầu siêu, nên sống để cho hồn được quy Phật tiêu diêu. Chớ sống để cho hồn theo muôn đài đò. Đời càng khổ càng khiến không thông thả, đạo càng tu càng thấy nhẹ khổ đau. Đạo là hạnh phúc cõi trần lao, cũng là cửa đưa người vào hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, muốn cho giải thoát, đường đạo nên tiến bước chớ nên dừng. Giá thân này tu đổi lấy chân thân, dịp lành mắt muôn lần không thể kiếm. Sanh ra gặp đạo màu là của hiếm, có duyên xưa chứ không phải chuyện bất ngờ. Gắng tu hành chớ đợi phút nào ngơ, nhất tâm được có giờ thành đạo được. Cho nên mình đây á cũng có duyên với thầy đó nha. Theo mà không có duyên với thầy đó ha, lúc này đó thường thường Tết này đi du lịch chơi, đi làm mấy tuổi trẻ với quý vị đây biết gì không, đánh bài vô là tứ đổ tường, cờ bạc đó. Mà quý vị mà đi núi này là quý vị có duyên rồi đó, có duyên với Đức Phật rồi đó, duyên lành rồi đó. Mà quý vị bây giờ cố làm sao, cố giữ là gì, cố giữ là bây giờ một mình đó là biết tội phước nhân quả, biết là cái thân con người mình đây đến giai đoạn đó là gì, cái giai đoạn hoại rồi đó. Hoại là sao? Hoại là con người sắp sửa nó xuống 6 căn, nó đã suy yếu rồi, con người sắp sửa chết rồi. Cái người sống trong trực giác đó, lúc này biết mình đã sắp sửa rồi đó, mà bây giờ không lo đó ha. Bây giờ hiện tại giờ cũng như quý vị mà sống đối xử với cha mẹ mà không tốt đẹp đó ha, đối xử với anh em không có tốt đẹp đó ha, nữa chở gì đó, giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn thứ ba đó gì không, cái tự lãng
thường ngày đối xử anh em không có đạo đức nè, dành ăn nè, lời nói nặng nhẹ nè, hơn thua nè, hơn thua lời nói nè, thì vật chất mình hơn thua nè, mình không có nhường nhịn anh em lời nói nè, không có nhường nhịn vật chất nè. Nữa sau cái giai đoạn mà cái đoạn đó là nó hoại là thọt nhớ thọt quên, nhiều khi làm đắng đó ha, lúc đó nó xì ra những cái xấu không đó, lúc đó mà mình đối xử với con mình không tốt đó, cái đó thôi bà đó bà ác cái tôi quá, chị rồi đó ác tôi quá, anh đó kìa đó ác cái tôi quá, giờ tôi bỏ cho chết luôn. Hồi đó hung dữ, thấy không, kìa đó là không tốt của tôi, giờ bỏ cho chết luôn. Còn bây giờ quý vị suy nghĩ coi, có những kẻ lớn rồi quên làng nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, còn thêm nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phước sống hoài làm chi. Cho nên cũng như có những người mà nuôi cha mẹ rồi đó, rồi cái cả tháng cả ngày, còn thêm nhiều tiếng đắng cay, cái cha mẹ mình nuôi cực khổ gian nan biết bao nhiêu cái sự mà cha mẹ lo lắng cho mình. Bây giờ có khi nuôi cha mẹ có hai ba bữa đó, tôi mới nuôi cha mẹ tôi nhà thương vừa tần lễ, tôi mới nuôi cha mẹ tôi 1 tháng, rồi tôi mới cho cha mẹ tôi mấy trăm ngàn, mà có khi cha mẹ lo cho mình ăn học nó bán đắt, là tài sản cha mẹ mình phơi nắng dầm sương mằng cực khổ gian nan lo cho mình ăn học lớn khôn rồi đó. Bây giờ mình lo cho cha mẹ có chút ít gì, cho cha mẹ có vài trăm ngàn hoặc cho cha mẹ có mấy triệu bạc, có khi tôi mới cho bà đó, mới cho bà mấy triệu rồi bà xài hết hả? Không, mình cãi lại. Có khi cha mẹ mình bệnh đau đó, mình không chưa lo nuôi cha mẹ đó. Cho nên đức thầy nói là lúc mà dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc là lúc mình còn sống nè, thì cha mẹ mình già yếu nè, mình đừng có phụ bạc. Cũng như giờ cha mẹ mình cái người mà còn bây giờ còn cha mẹ được đó, quý vị gắng cố gắng để trả hiếu cha mẹ, nghe lời cha mẹ. Còn quý vị nào mà cha mẹ qua đời trơn rồi sao đây, quý vị bây giờ nói giờ tôi muốn đền ơn cha mẹ tôi, tôi muốn lo cho cha mẹ tôi ăn lo mặc, thì cha mẹ giờ quý vị chết trơn rồi, giờ quý vị giờ có cách này nè, giờ đâu có lo ăn lo mặc nữa, giờ quý vị có cách là chỉ tu thôi. Tu là chỉ có là niệm Phật, tụng kinh, cúng lại là để hồi hướng cho cha mẹ. Cho nên thầy nói câu nè, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, thấy không, quốc dương thi thổ chiều mai phản hồi, tu đền là thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Cho nên là tu cầu cha mẹ thảnh thơi á, giờ quý vị mà đừng cúng lại đó ha, mà cũng gì mà cha mẹ mình vì nuôi con không mà tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp xưa, khi mà bỏ xác rồi đó thì cha mẹ không tu cái gì nuôi con không á, rồi cha mẹ bây giờ bị luân hồi trong sáu nẻo luân hồi, hoặc là ngạ quỷ nè, súc sanh nè, hoặc là đọa vào địa ngục nè, giờ cha mẹ đương khổ giống đó. Rồi quý vị mà có nhớ cái công ơn cha mẹ, rồi quý vị mà bây giờ đó ha, mà cha mẹ mình chết rồi đâu có trả ơn được. Còn quý vị mà còn cha mẹ bây giờ còn đó ha, quý vị cố gắng để đền đáp cha mẹ, phải lo cha mẹ ăn lo mặc, nghe lời cha mẹ. Còn quý vị mà cha mẹ quá giảng rồi, lỡ vì con không mà, vì có khi mà cha mẹ nuôi con biết sao, có khi là buôn bán lò giặt, rồi sát giết lò giặt, hoặc là đâm heo thuốc chó, hoặc là bán trâu bò này kia đó, cũng sát giết đó, đặng bán đặng nuôi con không mà. Rồi cha mẹ không có tu, bây giờ cha mẹ đọa vào địa ngục. Cho nên thầy nói nè, phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp, phụ là cha, mẫu là mẹ, mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại giờ cha mẹ bây giờ, mà kiếp trước là cha mẹ mình nữa. Cho nên phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cũng vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, cho nên cũng vì con không mà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, mà vì con không mà bây giờ cha mẹ mình khi làm ngạ quỷ nè, xuất sanh mà đưa đọa vào địa ngục, mà đương hành phạt chứ, mà mình mà theo mà bây giờ mà có lục thông đó ha, mình dòm xuống thấy cha mẹ đương ở trong địa ngục mà đương hành phạt đó ha, đương đâm chém mà đương quánh đập dưới ha, lúc này mà quý vị mà có thằng thông đó, quý vị mà dòm thấy gì ha, quý vị mà có thể ha, mà quý vị mà tìm cách để cứu cha mẹ, mà quý vị mà nhớ lại cái công ơn cha mẹ được vậy đó ha, thì quý vị mà gán mà lo tu, gán tu làm chi vậy, gán tu đắc đạo cứu của quyền, ngày nào đắc được lục thông
vớt hồn cha mẹ tổ tông mấy đời. Mà bây giờ quý vị mà nhớ cái công ơn cha mẹ đó, quý vị gán tu với tôi, mà tôi mà còn lúc mà còn trẻ đó, tôi tu được đó là do bên nhân nào biết không? Tại vì thầy nó còn trai nhỏ tuổi tình duyên đang nằm, là lúc mà còn trẻ ai mà không ham danh lợi tình, ai mà không ham dù mà có vợ có chồng. Mà nhờ tôi nghĩ là cái công ơn cha mẹ đó như núi đó, như biển đó, cho nên tôi nói giờ gán tu để giải thoát, để đền ơn cha mẹ, gán tu đắc đạo cứu của quyền. Mà bây giờ mình không tu đó, quay bây giờ tôi không tu đó, quay tôi cũng chết rồi. Mà trong chết này đó, luân hồi, trong lục đạo luân hồi nè, Đức Thầy nói gì nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Cái từ tận diệt là tiêu diệt đó quý vị, mà không có tu nữa sau này là tiêu diệt chân. Tiêu diệt đó là tới thời kỳ cũng như là mãi mơ mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn hà, là nơi là bùng, hà là sông đó ha. Mà quý vị mà không tu á chuyến này đó ha, không biết tội phước nhân quả đó quý vị mà không tu đó ha, làm cho là làm đất nè, làm bùng nè, chơi trời với trời dạng cái thu đó quý vị sống nổi không? Không tu đó là sau này đó ha, là cái thời kỳ tận diệt là tiêu diệt chân, giống như bây giờ đó. Là cái người mà không tu đó là cái thời kỳ này là tiêu diệt, làm nước nè, làm đất nè, làm đá nè, làm cây nè, là thầy nó 10.000 năm lẻ cửa nhà đông con, 10.800 năm đó quý vị nằm chờ đó, 10.800 năm mới tiến lên làm người đó. Bây giờ quý vị làm người được, làm Phật, làm tiên, sát bên nè, làm người được quý vị yêu cầu niệm Phật, giữ giới tu, rồi biết hiếu thảo cha mẹ là quý vị thời kỳ thông ơn là gặp giúp Đức Phật Di Lặc ra đời. Quý vị là kiến diện bậc chân sư tu hành ma đắc quả, hoặc là quý vị mà có tu rồi đó ha, thì tới thời kỳ Đức Thầy mà về đó ha, thì đó tới thời kỳ đó là Đức Thầy ban thưởng, lúc đó quý vị thành Phật thành tiên, lúc quý vị mà đền ơn cha mẹ nó dễ. Quý vị mà không có tu đó ha, nằm chờ đó ha, nhất đạo cư thủy, nhất đạo linh hồn cư thủy, làm nước 2.000 năm, nước lâu ngàn cái lắm cặn à, nhị đạo linh hồn cư thổ là đất, làm đất 2.000 năm. Không, cũng như nước bây giờ, nước lâu ngày nó lắm có đất, mà nước 2.000 năm nè. Là tam đạo linh hồn cư thạch, thạch là đá nè, quý vị mà đá mà ta đổ đường cho quý vị chạy xe lên đây nè, quý vị lên nè. Mà đá 2.000 năm. Mà ba giai đoạn này nó biết nhiêu không? Ba giai đoạn này là 6.000 năm rồi, quý vị hết hồn chưa? Nhất đạo, tứ đạo linh hồn là sanh thảo mộc, là khi mà là đá 2.000 năm, là nước 2.000 năm, rồi là ba giai đoạn là 6.000 năm rồi đó. Cái tứ đạo linh hồn sanh thảo mộc làm cây nè, cây nè, cây là cắt nhà quý vị ở nè, là dân giống cho quý vị đưa đó, làm cây đó là 2.000 năm, là bốn giai đoạn là 8.000 năm. Mà quý vị mắc cái thân người mà không có thu đó ha, quý vị nằm chờ 8.000 năm rồi tới là ngũ đạo linh hồn sanh dạng vật, làm gì á, làm trâu bò gắn gít rồi đó, là giai đoạn là ngũ đạo linh hồn sanh đó là dạng vật, mà trâu bò dạng vật á là con lớn ăn con nhỏ, nó cộng nghiệp hơn, cho nên nó 2.800 năm. Còn những cái hàng mà đá với cây nước nó tiến quá lên 2.000 năm, tiến quá tới cái lò vật nó 2.800 năm. Tới giai đoạn mà lục đạo linh hồn sanh nhân là đến làm người quý vị nè, hãy nằm chờ á là biết nhiêu không? 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, nó 10.800 năm đó quý vị, không tu nó mất thân người đó ha, là nằm 10.800 năm đó quý vị chờ nổi không? Tôi mà nghe cái giai đoạn mà Đức Thầy nó mãi mà mang một trục lưỡi linh hồn chìm đắm chốn ấy hà đó ha, là tôi gung mình đó chân, tôi nó không tu cũng phải tu đó, nằm chờ đó 10.800 năm sao chờ nổi? Làm nước 2.000 năm, rồi lâu ngày đó, cái làm đất 2.000 năm mà tiến quá lên nè, rồi tới làm đá 2.000 năm, là ba giai đoạn là 6.000 năm rồi, tới làm cây 2.000 năm là 8.000 năm rồi, tới làm muôn loài vật vật trâu bò đó là 2.800 năm, lục đạo linh hồn mới làm người đó là tới là 10.800 năm, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, nay nhắc lại héo dông cho trẻ, chớ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài về trên hoài dưới thận chớ lìa chớ phân ha, là cái loài vật nó có ở đâu, ở lùm, ở hang, ở hốc,
đâu có nhà cửa đâu. Rồi bây giờ làm người mà không tu đó ha. Bây giờ cũng phải tu nữa. Bây giờ quý vị tu có quay quay có hết kiếp người quý vị giảng sanh rồi. Hết kiếp người quý vị giải thoát rồi. Bây giờ không tu nó nằm chờ đó tới 10.000 tấm cho năm chờ nổi không? Tôi nói thôi bây giờ không tu cũng phải tu nữa. Không tu nó nằm chờ 10.000 tấm cho năm sao chịu nổi. Bây giờ quý vị có gì? Chỉ là thầy nói nếu ai cố chí làm đành chuyên niệm Phật cầu sanh quốc, cả vũ trụ khắp cùng những vật giàu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hướng thoát mơ đồ dứt kiệt luân hồi, chỉ một kiếp một là cố chí làm lành chuyên niệm Phật á, là chỉ có là thập ác thân khẩu và ý á, tới là khẩu á, rồi tới ý á, con người á, là tham lam sân nộ mơ si đó. Bây giờ có gì đâu, giống như hổng tu á, mình còn tham lam, mình còn sân nộ, mình còn mơ si. Còn bây giờ mới tu, bây giờ mới gì tham gì nữa giờ. Mình lo làm ăn ngay thẳng, làm ăn chân chắc thì mình tham cái ai đâu chịu. Bây giờ quý vị mà để ý coi, mấy người mà tham lại nhà quý vị cũng đâu chịu đâu. Quý vị lại cái sợ để lấy đồ mình. Thấy không? Hoặc là quý vị mà tham đi lại nhà anh em quý vị cũng không dám chứa. Đó, cho nên là cái tham không ai thích đó. Cho nên bây giờ quý vị tham quý vị đâu tham rồi. Rồi nóng giận nữa ha. Quý vị mà tối ngày nóng giận mà chửi lộn với ta hoài, đầu quánh đầu giết ta không rồi giờ ai đâu chịu. Lại gần ta cũng sợ đấy bà. Lại nó quánh mình rồi sao? Lại nó giết mình rồi sao? Cho nên quý vị nghĩ thôi, mình mà hung dữ tránh nóng giận lại gần ai không ai thích chứ. Bây giờ có gì đâu. Bây giờ có tham thì giờ mình nghĩ đi, tham thì có gì đâu. Quay quay cũng hưởng cũng hưởng bao lâu thì cũng chết. Bây giờ cũng lo làm ăn chân chắc đi, việc bán buôn phải giữ ngang căng, chớ tập tánh lặn lường cháu đấu. Rồi tới rồi nóng giận bây giờ thôi nóng giận không ai thích mình. Thôi bây giờ mình nghĩ chậm lại chút. Muốn nói cái gì hãy giờ mình chậm lại chút coi cái xét lại. Cái nóng giận giờ cũng không lại mình thôi giờ. Thầy nói chúng sanh nên cầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Thì chúng mình giờ cái tham sân si này, cái điều này là cái điều không tốt. Thì chúng ta có nhiều đó cái là niệm Phật. Thì niệm Phật chỉ có là tín nguyện hạnh là chỉ cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh quốc. Chỉ có giờ một kiếp người đó là quý vị niệm Phật là giải thoát rồi. Có gì đâu khó. Mà giải thoát rồi quý vị không có còn luân hồi trong lục đạo luân hồi nữa. Bây giờ quý vị không tu đó quay quay mốt lẳng. Lẳng rồi quý vị kêu niệm tiếng Phật, bây giờ quý vị niệm một tiếng Phật hoặc bồ một câu mà bây giờ còn tỉnh táo niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật nó dễ vậy. Tới mà mốt lẳng rồi đó ha, nó điên, nó khùng rồi đó. Kêu niệm Phật đâu đi niệm đâu nổi. Bây giờ quý vị mà thấy những cái người mà đi mà lậu không? Nó bị thần kinh nó khùng đó, giờ kêu niệm Phật đâu niệm được. Mình mà tới giai đoạn mình khùng mới mốt mình cũng lẳng hả. Mình không có tu rồi ha, cái xấu của mình nó xì ra. Mình không có tu rồi mới mốt rồi ha. Bỏng sẻn tham lam ích kỷ đó ha. Săn nộ mơ si lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu đó là những nó xì ra hết trơn. Bây giờ không sửa đâu, còn tỉnh táo mà không sửa được đó ha. Nó xì ra rồi cái đó nó nhớ hoài, nó lưng hậu chứ có gì đâu ha. Cho nên vừa qua thì tôi có kể lại những cái mẫu chuyện đi núi Tà Lơn. Thì núi Tà Lơn này đó thì sau này đó là cái con mà mình đầu thú nó chạy vô rừng nó tu tiếp rồi đó. Sau này đó là ở trong giảng 11 hồi đó, ông sư giải pháp hai nói sau này đó là khi tiếng sấm nổ ra đó là những cái đào lư công chúa nước Nhật, nước Anh, nước Tàu, nước Mỹ đó lúc đó nó có phép rồi, nó ra nó quá cả lửa đốt rừng như núi gì nó đốt tiêu hết trơn, tiêu hết trơn mới sao mà thú rồi nó đâu còn chỗ ở nữa. Cái đầu nó là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đang, ai mà ở nghênh ngang đón đường nó bắt xá tan xác hồn đó. Lúc đó là lúc đó mình không có tu đó ha. Lúc đó mới kêu trời ơi đất khởi mang khổ hình gì bởi chẳng tu đó. Lúc đó mình kêu nó là Phật ơi cứu con, Phật không cứu được. Có lúc mà có tu rồi đó, dân thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bắt nhỏ rước thì trần gian, gió đưa lúc sống bồm lon rước người tu niệm sẽ sang cái tình, ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách bất tình yêu đương ha. Mình có tu đó ha, mình có hiếu thảo cha mẹ đó, lúc đó là mình có Phật cứu. Còn mình không có tu đó ha, thế sau cùng này ha là lúc đó là khổ. Vừa qua thì tôi có đôi lời để kể chuyện lại cái cảnh núi Tà Lơn, hoặc là nhắc lại là con người muốn sống được thời kỳ thượng nguyên đó thì phải có là thân khẩu ý mà 10 điều ác. Mà hiện tại bây giờ đó mình mà không có sửa những thói hư tật xấu mình đó thì chở gì già đó là chút xíu nó lẳng rồi nó xì ra cái xấu.
bây giờ không sửa được ha, bây giờ còn tỉnh táo mà không sửa được đó ha, nó trở gì già nó xì lại cái xấu là lúc đó niệm Phật không được, rồi niệm Phật không được lương hồi, rồi bây giờ quý vị ai nó nặng nó nhẹ quý vị nhịn đi, rồi ai nó hơn thua quý vị mới nhịn đi. Cho nên hồi xưa không có tu đó, sao không tu thì muốn đi đâu đi, bây giờ trước khi đi coi đi đâu đây, đi đường đạo đức, đi đường việc tốt cho đi, mà coi đi đá gà đánh bài thôi đừng cho đi. Hồi xưa đó ha, là muốn nói gì nói, bây giờ phải coi nó nói cái điều tốt, điều lành, điều có đạo đức thì cho nói, lựa điều tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đông chánh hiền từ, tích thiện thì còn có thuốc dư, bằng đức ác ở đương nó đánh. Hồi xưa đó không có tu thế, không ăn gì ăn, bây giờ mình ăn á, mình ăn á, mình coi nghĩ coi mình ăn đó có sát giết người ta không, ăn có tội lỗi không, sát một dao đền dao, giết một mạng đền mạng, đó là trong kinh đó là kim cang á, là mình sát giết một dao đền dao, giết một mạng đền mạng đó, sau này là mình giết ta phải trả quả, giết ta phải đền mạng, cho nên chạy đâu khỏi. Bây giờ mình ăn thịt người ta thì nữa người ta đền mạng lại, ta ăn thịt lại quầy, bây giờ mình nghĩ thôi, giờ ăn ăn gao ăn tương thì bây giờ gác là tu đi, tặng mình cái giải thoát rồi đền ơn cho cha mẹ, giải thoát rồi mình cứu ông bà cha mẹ. Bây giờ mình không tu nữa, quay cũng chết hả? Sống đâu lâu được, tôi bảo đảm cái gì á. Có ai mà sống hoài được, có ai mà sống lột vỏ được. Bây giờ 80 tuổi là ngẫm cô tổ rồi, 80 tuổi là chết rồi. Bây giờ quý vị sống cho quý vị không tu đó, bảo đảm cái gì, 20-30 năm nữa quý vị cũng chết hả? Mà 20-30 năm nữa cũng chết rồi mới lưng hồi. Mình tưởng mình không tu, mình tưởng chết là ngon. Chết rồi đâu phải là yên, còn tiếp tục chịu thêm nhiều đau khổ, lăn lộn mãi trong mê lộ, phải gánh mang vô số thực hình, bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục, nào chở dầu sôi ngục, nào dầu nhúc khai cơm, nào những chiếm lâm chơm, biết bao nhiêu quỷ sứ đầu trâu mặt ngược á, con xách búa ra bữa đó con xách dao ra mà xẻ thịt, tới lúc đó quý vị mới kêu trời ơi đất hỡi, mang khẩu hình gì bởi chân tu, lúc đó muốn kêu ở trong địa ngục mà mới hành phạt nó thả tôi ra, cho tôi đào thai làm người, cho tôi ra tôi tu, mà bây giờ còn biết tội phước nhân quả không cho tu nè. Đại thời kỳ đó là tặng việc là lúc đó là tiêu rồi. Ha, vừa qua tôi có đôi lời để gửi gắm với toàn thể chứ quý vị cũng có duyên lành rồi đó ha, cũng có đi núi đi non, quý vị cũng có là một cái người có biết đạo đức rồi. Bây giờ phải giữ cái đồ bền là sao? Đồ bền là giờ biết tội phước nhân quả, có hiếu thảo cha mẹ, gắn lo tu, gắn lo niệm Phật giữ giới, thì giữ cái đồ bền này hoài để bảo đảm quý vị không bao lâu nữa quý vị sẽ hưởng hạnh phúc, không bao lâu nữa là có thể là quý vị là đạt đến lục thông, không bao lâu nữa quý vị có thể là hưởng đời thượng nguyên an lạc, không bao lâu nữa là quý vị sống trong cái cảnh giới là không còn sanh lão bệnh tử nữa. Đến đây nguyện cầu với Đức Phật mười phương từ bi hộ độ cho tất cả chúng sanh được giáo lý của Đức Thầy, thân tâm thượng an lạc, đạo quả duyên thành và tu hành sớm thành thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật.